Đây để em quay chi tiết cho chị luôn nha, siêu chi tiết luôn. Đây là bếp. Đây mới là phòng khách. Nhà rất rộng nha chị, sáng đẹp. Đây từ phòng khách nhìn ra bếp ạ. Rồi toàn bộ gian bếp. Cái này thích hợp để mình sử dụng gia đình nha chị. Còn trên này là đang làm máy lạnh âm tường nha chị. Đây khu vực phòng khách. Mình qua đây sẽ là khu vực phòng ngủ và phòng tắm ạ. Đây là phòng tắm nha chị. Đây là phòng giặt. Còn ngoài ra, ngoài phòng giặt ở trong nhà, mình còn một phòng giặt ở bên ngoài đấy, ban công đấy nha chị. Ban công rất rộng. View rất đẹp luôn nha chị. Nhà cả ngày em đảm bảo với chị là không nắng. Nhà rất mát. Chỉ có ánh sáng thôi. Đây là phòng giặt nha chị. Phòng giặt thứ hai nha chị. Bếp siêu rộng, siêu đẹp.